Xin kính chào quý vị và các bạn. Dãnh mưa dông suy yếu, mưa giảm nhanh tại khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay tăng cao hơn so với 24 giờ trước đó, phổ biến trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Số điểm nắng nóng đã bắt đầu nhen nhóm tại khu vực Tây Bắc và một vài nơi thuộc Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, thì trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp nóng sẽ là hình thế chính tác động lên khu vực Bắc Bộ và khả năng nó sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy, xu hướng tăng nhiệt sẽ diễn ra trên hầu khắp khu vực. Đêm nay trời phổ biến là có mây thay đổi, mưa chỉ xảy ra cục bộ ở một vài nơi với lượng không nhiều. Lúc này thì nhiệt độ tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc như là tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La hạ về khoảng từ 21 cho đến 24 độ. Trong khi đó các tỉnh vùng núi Trung Du và đồng bằng phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ hơn 24 giờ trước, dao động từ 24 cho đến 27 độ. Ngày mai trời có nắng nhiều, cường độ nắng gia tăng vào lúc giữa trưa và đầu giờ chiều. Do vậy mà nền nhiệt độ trên toàn khu vực Bắc Bộ tăng lên ngưỡng từ 34 cho đến 37 độ. Số điểm nắng nóng gia tăng tại khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Đông và Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ. Với các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến tận Ninh Thuận thì nắng nóng sẽ lại lan rộng ra trên diện rộng khi mà hiệu ứng phơn khô nóng hoạt động mạnh tại đây. Nhiệt độ lúc trưa và đầu giờ chiều sẽ tăng lên cao nhất, không chỉ có vùng núi mà ngay cả các tỉnh Trung Du và đồng bằng của khu vực cũng có nhiệt độ cao nhất đồng loạt ở trong khoảng từ 36 cho đến 38 độ, có nơi lên đến sấp xỉ 39 độ. Ngoài ra thì độ ẩm trung bình ngày trên khu vực với thấp nhất giảm xuống từ 45 cho đến 50% cho nên trời khô và nóng rát. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết thì tình hình khô hạn tiếp tục kéo dài và khả năng còn tiếp diễn căng thẳng hơn trong những ngày sắp tới. Do vậy mà bà con miền Trung cần tiếp tục có biện pháp phòng chống cháy nổ tại các địa phương. Gió Tây Nam đã bắt đầu hoạt động mạnh hơn trên các tầng khí quyển, tuy nhiên thì nó mới chỉ đem lại mưa dông cho các vùng biển phía Tây. Trong khi đó thì trên đất liền, mưa dông tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chưa xảy ra đều, tập trung vào đêm nay và chiều tối mai. Trong khoảng sáng đến trưa mai thì thời tiết toàn vùng sẽ không mưa, có nắng và nhiệt độ tăng lên, ổn định trong khoảng từ 31 cho đến 34 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 33 cho đến 35 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì vùng thấp nóng mở rộng, cho nên gió tại khu vực Vịnh Bắc Bộ tăng cường độ hơn ở mức là cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và sóng có lúc cao sấp xỉ trên 2 mét nên gây đôi chút khó khăn cho các tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Ngoài ra thì mưa dông rải rác tiếp tục xảy ra vào lúc chiều tối và đêm tại các vùng biển phía Nam, bao gồm cả quần đảo Trường Sa và trong cơn dông cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh. Như vậy là trong đêm nay và ngày mai, với sự hoạt động của vùng áp thấp phía Tây, nắng nóng sẽ mở rộng và tăng hơn về cường độ tại các tỉnh miền Bắc. Nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục tiếp diễn ở khu vực Trung Bộ, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông. Đến đây thì bản tin thời tiết tổng hợp ngày 25 tháng 5 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân.